chào tất cả mọi người, mình là Phạm Hồng Hoa đây. Và hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại sân bay. Và mình chuẩn bị đi một nơi mà các dân chơi đều biết đến. Đúng, mọi người biết mình đi đâu. Bây giờ thì mời mọi người cùng đi với mình nhá, let's go. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi lên máy bay. Tuy là mình đã từng đi lên máy bay nhiều rồi, nhưng mà lần này vẫn có cảm giác hồi hộp và mong đợi. Chắc là vì đây là lần đầu tiên mình được đặt chân đến Phú Quốc. Mọi người cùng theo chân mình đi khám phá Phú Quốc nha. Mình đã đến Phú Quốc rồi. Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ đêm. Và Phú Quốc chào đón mình bằng một cơn mưa rất là to. Mình có để ý phía đối diện khách sạn có quán bánh canh trông cũng khá là ngon. Nhưng mà trời mưa to quá cho nên là mình quyết định đi ngủ. Để ngày mai dậy sớm đi khám phá Phú Quốc xem có gì nha. Một đêm mưa thì bây giờ mình đang có mặt tại Phú Quốc và hiện tại thì mình đang ăn sáng tại khách sạn. Nên hôm nay thì mình quyết định là sẽ không book tour đi Bốn Đảo mà mình sẽ thuê xe để đi ngắm cảnh khắp Phú Quốc mọi người ạ. Ôi dồi ôi, trước khi đi thì mình đã bôi kem chống nắng. Nhưng mà mình vẫn sợ đen da cho nên là mình phải chùm cái khăn như này đây. Mọi người trông mình có giống ăn trộm chó không? Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đến Phú Quốc, nhưng mà mình vẫn chưa đi được những điểm mà mình mong muốn mọi người ạ. Bởi vì là Phú Quốc không giống như các điểm du lịch mà mình đã từng đi trước đây. Phú Quốc rất là rộng luôn, cho nên là sáng nay mình chỉ đi một vòng quanh quanh đây được thôi. Và điểm đầu tiên mình đến chính là quán cà phê Chuồn Chuồn. Mọi người biết vì sao mà gọi là quán cà phê Chuồn Chuồn không? Bởi vì là xung quanh đây toàn là chuồn chuồn thôi. Đấy, thế là mình nghĩ thôi, chứ còn mình xem review ấy thì mình thấy quán này có view khá là đẹp, cho nên là mình đã chọn là lên đây ngồi chiêu chiêu. Bởi vì là quán cà phê này ở trên đỉnh núi, cho nên là mình đến được đây thì phải đi qua một đoạn đường khá là ngoằn nghèo. Nhưng mà ngồi ở đây, ngồi chỗ mình thì có thể nhìn thấy được toàn bộ view thành phố, núi rồi là cả biển. Sau một ngày đi lượn lờ ngắm cảnh Phú Quốc thì trời cũng đã tối rồi và mình cũng khá là đói. Cho nên là mình đã đi qua chợ đêm Phú Quốc. Nghe nói là chỗ này nổi tiếng có rất nhiều đồ ăn đặc sản ở đây. Nhưng mà công nhận, nhìn gì mình cũng muốn xào vào ăn ấy. Nhưng mà giá ở đây hơi đắt đó nha. Khúc này nhìn đồ ăn là mình đói lắm rồi. Nhưng mà vẫn muốn đi hết một vòng dài. Sau đó thì mình sẽ kiếm quán nào ngon ngon và để ăn. Ở đây cứ đi một đoạn là gặp các cô các bác phát tờ rơi book tour đi thăm các điểm du lịch ở Phú Quốc. Cho nên là tối nay mình sẽ về tham khảo để ngày mai book tour đi trải nghiệm thử xem là có gì thú vị không nha. Tên tên, cuối cùng thì mình cũng chọn được quán ăn rồi. Mọi người cùng comment ở dưới thì đoán xem bữa ăn này giá bao nhiêu. Đoán chúng có thưởng đấy nha. Mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ đi câu mực. Mà người ta sẽ đến đón mình, nhưng mà mình phải đi bộ ra ngoài đầu ngõ. Bây giờ là 5 giờ chiều và mình sẽ câu đến 9 giờ tối. Nắng quá trời luôn. Bây giờ thì mình đang di chuyển lên thuyền để đi câu mực mọi người ạ. Trời nó vẫn còn nắng lắm. Thế là mình phải mang theo cái khăn này.
Ôi trời ơi, trông tôi có giống bà già đau khổ giữa cái trời nắng chói chang không chứ? Đi đâu cũng phải chùm theo cái khăn, chẳng biết là có che được cái gì không, nhưng mà cái nét sẹo đen da nó thế các bác ạ. Trời đã tối rồi và bà An Vlog vẫn chưa câu được em mực nào. Còn xung quanh thì cứ bụp bụp bụp. Chắc là do nhân phẩm, à nhầm, chắc là do mình không có duyên với câu kéo rồi. Còn đây là bữa ăn tối khi book tour, người ta sẽ chuẩn bị sẵn ở trên tàu. Ai mà câu được mực thì sẽ được nướng ăn trực tiếp luôn. Còn mình thì không câu được em nào cho nên là không được ăn. Hu hu hu. Trời ơi, lúc đi hết mình, lúc về thì say sóng, mặt nghệt ra như con cú luôn ý các bác ạ. Cảm giác lúc này như kiểu là muốn rơi cái não ra luôn ý. Sau đó thì mình lại tiếp tục đến Grand World để ngắm thành phố không ngủ của Phú Quốc. Mình cảm thấy không khí ở đây rất là trong lành, vì trước khi vào đây phải đi thuê phương tiện di chuyển là xe điện. Và ở đây có khá là nhiều quán ăn để cho mọi người thưởng thức. Đặc biệt là chút nữa mình sẽ được đi xem show diễn nhạc nước của Phú Quốc diễn ra từ 9:30 đến 10:00 hàng ngày nha.
lúc này là xem xong rồi. Cảm giác như là đang lạc vào chuyện cổ tích ấy mọi người. Rất là thích ở đây. Nhưng mà cũng phải về thôi, bởi vì mai phải dậy sớm để còn đi bốn đảo Phú Quốc nữa. Bye bye Grand World. Ngày thứ 3 ở Phú Quốc. Trước khi đi thì người ta sẽ cho mình đi thăm các cửa hàng. Ở đây thì bán khá là nhiều đồ lưu niệm mình có thể mua về để tặng cho người thân, và có bán cả đồ để mình đi tắm biển nữa nha. Tiếp theo thì mình đến chỗ sản xuất và lựa cái cây tầm này. Còn cái này là kén đôi ạ. Bên trong có hai con, nên khi nó nhả tơ sẽ bị rối, nên mình sẽ sử dụng cái kén này để làm cái ruột của chăn. Tầm này là chiên bột ăn được không? Em thấy là cái xào lá chanh ăn được. Dạ, em mời gia đình mình di chuyển qua bên này để mình tìm cái kén hôm nay có cái con trong này rồi nó chết luôn hả? Dạ. Vậy chứ mình có cái... lấy làm chỉ nó cũng chết. Sao chăn nổi. Dạ, và sau đó em sẽ nuôi những cái của nó làm nó cũng có thể là để cho nó tự tư này ạ. Dạ, từ 5 đến 6 giờ tối này còn tồn lại chỉ được một sợi dưới trên này ạ. Công viên san hô nha cả nhà. Ở đây đang bảo tồn hơn 250 loài san hô. Rồi sau đây cô chú anh chị vui lòng cởi áo phao nè, thu xếp đồ đạc có liên quan tới việc bơi. Rồi mình di chuyển theo nha cả nhà. À, và thêm một cái nữa là trên cái tại cái hòn đảo này người ta có quy định là không đem đồ ăn với nước uống lên cano nha cả nhà. À, và bên cạnh đó tụi em có chuẩn bị cho mình mỗi người một chai nước suối trong thùng đá nha cả nhà. Mình để cho nó lạnh một tí đi qua đêm hai mình dùng cả nhà ơi. San hô đúng là đáng đồng tiền bát gạo mọi người ạ. Lúc đi thì mình đi cano, còn lúc về thì mình đăng ký đi cáp treo. Đây là cáp treo dài nhất Việt Nam. Ngồi ở trên đây thì mình có thể thấy được toàn cảnh biển, xanh ơi là xanh, đẹp thực sự luôn đấy các bác.
tên tên. Thế là hết một ngày cuối cùng đi chơi ở Phú Quốc. Tour 4 đảo thì mình bắt đầu di chuyển từ 8 giờ đến 5 giờ chiều. Và bây giờ mình đang di chuyển về khách sạn. Sau đó thì mình sẽ đi ăn và về nghỉ ngơi sớm, để ngày mai lại bay về Hà Nội và tiếp tục công việc thôi. Nhanh thật đấy. Cuối cùng thì cũng kết thúc 3 ngày đi chơi ở Phú Quốc. Và bây giờ mình đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị bay về Hà Nội. Hôm nay thì sân bay cũng khá là ít người, cho nên là làm thủ tục và check in cũng nhanh. Thôi, tạm biệt Phú Quốc nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mà mọi người yêu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực làm những vlog tiếp theo nha. Bye bye mọi người.